Tôi có một cái câu trả lời ngắn nhất cho cái câu hỏi này là nếu như tôi muốn tái tạo tổ chức của tôi, tái tạo doanh nghiệp tôi phải làm gì? Và đâu từ đâu thì đó là tôi chia sẻ một cái mô hình tái tạo doanh nghiệp mà cái này đã triển khai trong cộng đồng doanh nghiệp rất là nhiều năm. Thì muốn tái tạo doanh nghiệp phải bắt đầu từ đâu? Thì nhìn vào mô hình này các anh chị có thể thấy là có 6 cục. Thì muốn tái tạo doanh nghiệp thì phải làm gì, bắt đầu từ đâu? Thì anh chị nhìn vào cái hình này là trả lời được. Đó. Thì đầu tiên nhất trong 6 cục này thì cái cục trung tâm nằm chính giữa đó là tư tưởng. Tức là tư tưởng mà không thông thì mang bệnh tâm cũng nặng. Phải khai thông về tư tưởng, khai thông về tầm nhìn, khai thông về tư duy. Tôi gọi chung là từ tư tưởng. Cái lõi nằm ở đó. Khi mà thông được cái này rồi thì sau đó trong cái tư tưởng khi thì mình sẽ đầu tiên tiếp theo là gì? Bước thứ hai là tái tạo về lãnh đạo, tái tạo người lãnh đạo. Bước thứ ba là tái tạo chiến lược. Xong bước thứ tư mới nói đến ba cái còn lại, tức là tái tạo về đội ngũ. Mà đội ngũ thì gồm ba thứ còn lại, đó là con người, hệ thống và văn hóa. Ba cái đó còn lại nó ra một thứ gọi là đội ngũ. Công ty nào cũng có một đám đông nhân viên, nhưng không phải công ty nào cũng có đội ngũ. Không nhiều công ty có đội ngũ. Tại vì chỉ có công ty nào có lãnh đạo thì công ty đó mới có đội ngũ. Bởi vì lãnh đạo là người có khả năng biến đám thành đội, biến đám đông thành đội ngũ. Đội ngũ bằng cái gì? Bằng một đám đông cộng với một hệ thống rõ ràng và cộng với một văn hóa rõ ràng. Và ba cái này cộng lại ra một đội ngũ, hay còn gọi là một lực lượng. Tức là khi có một chiến lược tốt, có một lực lượng tốt, lãnh đạo muốn làm gì cũng được hết. Nhưng mà khi mà không có một cái, nhưng mà nếu như không có thay đổi tái tạo về tư tưởng thì sẽ không thể, không có tư tưởng mới thì không thể có lãnh đạo mới. Mà nếu không có lãnh đạo mới thì không thể có chiến lược mới. Mà không có chiến lược mới thì không thể có con người mới, hệ thống mới và văn hóa mới. Tại vì chiến lược mới sẽ định hình là mình nên tuyển ai, nên bỏ ai, nên sắp xếp ai ngồi ở đâu, dựa trên chiến lược hết. Chiến lược phải đi trước. Cho nên cách nhanh nhất để tái tạo một tổ chức là, không phải là cách nhanh nhất, cách duy nhất, chứ không phải cách nhanh nhất để tái tạo một tổ chức là phải có lãnh đạo mới. Không còn một con đường nào khác. Vậy thì câu hỏi tiếp theo, vậy thì làm thế nào để có lãnh đạo mới? Có hai con đường để có lãnh đạo mới. Một là phải tuyển dụng hay bổ nhiệm lãnh đạo mới. Hai, con đường thứ hai phổ biến hơn, đó là làm mới lãnh đạo cũ. Bây giờ chúng ta chọn đường nào? Con đường thứ nhất là tìm kiếm lãnh đạo mới, hay làm mới lãnh đạo cũ. Cả hai con đường đều dẫn đến lãnh đạo mới. Theo tôi thì cái tìm kiếm nó cũng xa vời lắm, cũng khó, hên xui lắm. May thầy phước chủ, cho nên cách khả thi nhất vẫn là làm mới lãnh đạo cũ, là con đường khả thi nhất. Và đó cũng là lý do vì sao hôm nay có rất nhiều lãnh đạo cũ đang ngồi ở đây. Hy vọng là sẽ tự mình biết cách để mà làm mới mình, thì làm mới lãnh đạo cũ thì cuối cùng mình cũng trở thành làm rồi không ai cũ cả đời hết. Chẳng qua người ta không thèm mới thôi, chứ không phải người ta không có khả năng mới. Trên cái khả năng mà không thèm mới với chuyện là không thể mới. Giống như hồi xưa là một cô gái mà 30-40 tuổi mà chưa có chồng thì bảo là cô này ế, không lấy được chồng. Bây giờ chuyện đó xưa rồi, bây giờ là người ta không thèm lấy, chứ không phải là lấy không được. Vị thế nó khác rồi. Cho nên là bây giờ cũng vậy, bây giờ là người ta không thèm mới, chứ không phải là mới không được. Vậy thì bây giờ, chứ đừng nói là ui em mới không nổi đâu, trời mới không nổi đâu. Mà nổi nếu muốn. Mà cái này, khi này đúng không chỉ đúng với lãnh đạo doanh nghiệp, mà đúng với lãnh đạo của cả nhà nước, lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo hiệp hội, lãnh đạo nào cũng đúng hết. Tóm lại là rốt cuộc thì cũng là lãnh đạo thôi. Gia đình muốn mới thì tư tưởng phải mới, rồi sau đó lãnh đạo mới.
rồi chiến lược sẽ mới. Và tiếp theo đó, chạy theo đó là con người mới, hệ thống mới và văn hóa thể mới. Cuối cùng chúng ta sẽ có một tổ chức mới với những thành công mới. Không thể có một kết quả mới với cách làm cũ được. Thì đó là cách chúng ta nhìn nhận về. Tại giải phóng lãnh đạo. Đây, cứ làm xong 6 cục này, lãnh đạo sẽ được giải phóng. Nhưng mà không phải để nghỉ hưu.